An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón, nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Chào cả nhà, mình là Huyền Anh. Hôm nay rất là vui khi được đến đây để trò chuyện cùng kênh Bật Bí Mật. Thực ra thì tính cách của Huyền Anh thì chắc mọi người cũng nghĩ là chắc cũng quậy phá, rồi cũng tưng bừng lắm, rồi cũng là gái hư. Nhưng mà thực sự là ở ngoài thì mình cũng là cũng quậy và cũng tưng bừng, nhưng mà cũng khá là ngoan. Và sở thích của Huyền Anh là thích đọc sách, thích nghe âm nhạc và thích kiếm tiền. Hiện tại thì sau một thời gian thì hiện tại sau 8 năm mọi người biết tới tên bà Tưng lắm. Hiện tại thì mình cũng có một cuộc sống khá là bình yên. Mỗi ngày đều là hầu như là hiện tại thì đã dành ra nhiều cho thời gian cho gia đình hơn, cũng như là ít xuất hiện lại trong truyền thông. Giờ nghĩ lại cái khoảng thời gian đó thì mình cảm thấy là cũng khá là giống như một kỷ niệm đẹp thôi. Rồi vui buồn thì thôi kể đi. Cũng coi như đó một kỷ niệm đẹp và một cái gì là đã là quá khứ. Còn hiện tại thì cũng gần như là trôi qua lâu rồi, mình cũng không có còn buồn như lúc xưa nữa. Cái lúc mà mới nổi, có những khi đi ra ngoài đường cũng buồn lắm. Có khi ngồi ăn bên cạnh mà có bà bên cạnh còn nói là mày có biết bà Tưng không? Rồi nhỏ đó thế này thế kia, rồi buông những lời bịa đặt kêu là mình là ở ngoài thì có những cái lối sống là phóng túng hư hỏng, nhưng mà rất là có nhiều tin đồn thất thiệt về mình. Nhưng mà mình cũng thôi im lặng để vượt qua được. Bây giờ thời gian thì mọi người cũng chứng minh được là bản thân mình như thế nào. Lúc đó, cái lúc mà mới gây ra scandal, trời ơi mẹ làm muốn xỉu lên xỉu xuống, khóc lên khóc xuống luôn. Mẹ nói trời ơi vậy là mất đứa con gái rồi, mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà dần dần thì mẹ cũng là ở bên động viên con cái và giúp Huyền Anh vượt qua. Trong cái khoảng thời gian 8 năm qua, mẹ đã chuyển vào Sài Gòn sống chung với anh luôn. Thì sau đó là có người anh trai kèm cặp, anh quản lý tất cả Facebook này, trang page này, số điện thoại này, rồi tất cả những cái tin nhắn, mọi tin nhắn khiếm nhã thì anh sai giải xóa hết và lóc hết. Nên là cũng bởi sự kèm cặp của gia đình mới có ngày hôm nay. Khóc thì cũng nhiều rồi, nhưng mà lên trên mạng xã hội thì Huyền Anh cũng luôn tỏ vẻ là mình là một cô gái khá là mạnh mẽ, nhưng mà thực sự bên trong thì cũng là khá là yếu đuối, không có mạnh mẽ như mạng xã hội đâu. Có khi về quê thì người ta cũng kêu là mình là làm trong showbiz thì sẽ là đi khách hay là sẽ cặp với đại gia, đang cặp với lại một người đàn ông lớn tuổi bằng tuổi cha của mình. Nhưng mà thực sự ngoài đời thì không có như vậy. Mình không có mê đại gia, thời điểm đó mình không có mê đại gia lắm, mình chỉ thích trai đẹp thôi. Mình xin đính chính lại. Cái thời điểm đó là nghĩ lại mình cũng khùng thiệt đấy, chứ khi đó là mới chia tay bạn trai thì mình nghĩ là chắc không lấy anh này chắc mình cuộc đời mình coi như là cũng chấm dứt rồi. Rồi cũng học theo trên mạng xã hội giả vờ cắt tay các thứ, nhưng mà mình cũng khá là nhát gan, không dám cắt tay. Chỉ rạch rạch nhỏ nhỏ, xong máu chảy nhiều quá lửa, xong rồi có cách thẹo lấy anh nào khác thì sao thôi, lấy hình copy của người khác gửi cho bạn trai của mình. Cũng có những cái thời nông nổi như vậy, cũng là coi như cuộc đời mình cũng chấm hết rồi, cũng tưng tưng rồi. Thôi đó, người yêu cũng che mình ngược lép, quyết tâm mà cũng đi làm thêm dành dụ về tiền vay mượn để đi làm, để có đây có ta, nhưng kiểu tao cũng là đẹp lắm này kia. Rồi cũng có những cái suy nghĩ ngông cuồng, thích nổi loạn để gây sự chú ý. Chắc tuổi trẻ như vậy, chứ bây giờ nghĩ lại sao mình xỉu nhi. Hồi đó còn trẻ thì cứ nghĩ là chia tay xong thì muốn hủy hoại bản thân của mình, muốn khiến bản thân của mình hư. Chính là kiểu là muốn được sự quan tâm nhiều hơn á, muốn được sự quan tâm từ gia đình, muốn được sự quan tâm từ người yêu, từ những thằng người yêu cũ. Nhưng mà bây giờ trưởng thành lên rồi thì khác một chỗ là khi mà bị một cái cú sốc về tình cảm thì chỉ muốn bản thân của mình phải đẹp hơn, phải giỏi hơn. Thì như vậy người ta mới tiếc được chứ. Chứ còn
khi mình thay đổi theo một chiều hướng xấu đi thì người ta không có còn nối tiếp nữa. Bạn trai ghi đó thì gọi là không có cửa với anh nữa rồi, tại vì nghĩ sao vậy, bỏ em rồi mà em bây giờ lại đẹp hơn, nổi tiếng hơn, lại giàu hơn nữa thì anh đâu có cửa với em đâu. Anh phải biết cái trân trọng lúc đó em mà chưa có gì chứ, đúng không? Anh phải nhìn được cái tiềm năng của em chứ. Em cũng mạnh mẽ, em cũng biết vượt khó lắm chứ, và bây giờ anh muốn quay lại với em không có cửa. Đối với anh á, cũng rất là bị tưng nhưng mà cũng khá là tỉnh táo, là với một nguyên tắc là không bao giờ nói chuyện lại với người yêu cũ, không bao giờ làm bạn với người yêu cũ và không bao giờ quay lại với người yêu cũ đâu. Tại vì bây giờ mỗi lần chia tay là em sẽ là nâng một cái level lên, còn bây giờ anh muốn quay lại với em thì anh cũng phải nâng cái level của anh lên nữa. Mà đã không biết trân trọng rồi thì cũng khi mất đi thì đừng có tiếc nha. Đó, cho nên là đừng có nghĩ là cứ bỏ em rồi là có thể quay lại được, ung dung quen người khác rồi một thời gian có thể quay lại được, không có chuyện đó đâu. Tại vì em mà bỏ em rồi thì em sẽ tìm một người tốt hơn. Em sẽ tìm một người tốt hơn và em cũng quên nhanh lắm. Thực sự con gái rất là nhanh quên, không phải là như đàn ông đâu, lưu luyến tình cũ không có đâu. Con gái một khi đã chia tay là quên hết sạch luôn. Cái mối tình mà khiến mình lưu luyến nhất là mối tình đầu. Mối tình thứ hai là mối tình với một anh cầu thủ. Đó là hai người mà khiến mình đau đầu nhất, chứ không phải là con gái nhất đâu. Cái mối tình đầu tiên là cũng cũng do anh thôi. Cái thời điểm mối tình đầu thì anh không biết trân trọng người đó. Đã một lúc thì khi mà quen anh đó thì anh đã quen với vài người nữa. Cho nên là đã chia tay. Và sau này để đến lúc mà anh đã quen người khác thì mình không chấp nhận nổi, mình nổi khùng mới cuối cùng chia tay. Đó là cái mối tình mà không giữ được. Còn cái mối tình thứ hai thì mối tình với anh cầu thủ. Đó là một mối tình đẹp, tuổi trẻ. Giống như kiểu anh cũng là mối tình đầu của người đó, mà người đó chỉ là mối tình thứ hai thôi. Nhưng mà mình cảm nhận được cái sự chân thành của người đàn ông đó, cho nên khiến bây giờ mình nhớ người đó. Tuy nhiên là bây giờ người đó cũng lấy vợ rồi, hai người đàn ông đã lấy vợ rồi. Cái mà mình nghĩ là chắc cái gì mình chưa có được thì mình mới nhớ. Chứ nếu mình có được rồi chắc bây giờ không nhớ đâu. Nhớ nhưng không còn yêu nha. Tiếc thôi, tại bây giờ sao người ta đẹp trai thế. Trời ơi, người ta thương vợ thì mình tiếc. Đâu biết cái xưa mình trân trọng hơn thì chắc giờ cũng cưới nhau rồi. Cái người đàn ông đầu tiên mà quen mình á thì khiến cho mình nổi loạn. Mối tình đầu, còn mối tình thứ hai cầu thủ thì khiến cho mình tốt hơn. Cái mối tình cầu thủ thì quen cái lúc mà mình cũng gần như trưởng thành rồi. Đó, mình khiến cho mình thay đổi. Còn cái mối tình đầu thì khiến cho mình nổi loạn hơn. Đó là sự khác nhau giữa hai mối tình. Hiện tại thì cũng khá là nhiều lựa chọn á. Cái lời nổi loạn thì hầu như là những cái ông mà sở khanh vào làm quen đúng không, không có đáng nhắc tới. Còn hiện tại thì lại khi mình thay đổi theo chiều tốt hơn thì lại có rất là nhiều người giàu có thành đạt rồi đẹp trai đến với mình. Hiện tại cũng có rất là nhiều lựa chọn, nhưng mà anh cũng khá là kén chọn. Tuy là em không ngoan nha, anh thấy em không ngoan nha, nhưng mà để mà có được trái tim của em thì cũng hơi khó. Hiện tại thì mình cũng đang độc thân và mỗi ngày mình phải phân vân là hôm nay mình sẽ đi chơi với ai, ngày mai mình sẽ đi chơi với ai, cũng đang phân vân để sự lựa chọn, không biết là nên chọn ai làm bạn trai đây. Thực ra Nguyễn Anh cũng để ý và anh cũng có tìm hiểu được nhưng mà cũng khá là chán. Tại vì cứ quen được một tháng thì mình sẽ nói kiếm cớ là chia tay, em chán rồi, cứ lấy cái lý do cho đó mình chia tay chẳng hạn. Thực ra cũng rất là đau khổ cho anh nào mà lỡ thích Nguyễn Anh. Tại tính Nguyễn Anh cũng khá là thất thường. Ví dụ như một tháng mình sẽ là chia tay khoảng một lần, nhưng mà đó là vui thôi nha, còn buồn thì một tháng mình sẽ nói chia tay khoảng 2 lần. Không hiểu lý do gì nữa, ví dụ như là anh đã quên nhắn tin cái là thôi chia tay đi. Rồi ví dụ như là anh đang nhắn tin mà ngủ quên, ngày mai sáng dậy giận chia tay. Cái gì cũng cứ lấy lý do chia tay được. Nhưng mà phải quên anh nào mà có thần kinh thép một chút. Nếu mình nói chia tay á, thì anh sẽ nói là anh sẽ không, như không có chuyện gì thì sẽ níu kéo được. Còn gặp cái ai mà tính của ai cũng nóng tính rồi cũng thất thường như anh sẽ không giữ được tình cảm. Thì đó, mình cũng đang chờ đợi một người là sẽ có một người bạn trai là thần kinh thép để chịu được cái tính của anh. Tuy thì mình cũng không phải là mình cũng không khó tính đâu, nhưng mà mình sẽ là hay nói chia tay.
nên là không có giữ ai được lâu. Có một người muốn lo thì đang sẽ đồng ý thôi, ngu gì không nhận. Trời ơi, tự nhiên bây giờ có một người đàn ông muốn lo, nhưng mà đó là người ta tự nguyện thôi nha. Em không có ép anh nha, anh muốn lo thì kệ anh, nhưng người này sẽ không có nhận sự lo lắng của bạn trai. Nếu lo là chồng của em lo thì em nhận, còn nếu bạn trai lo thì em không có nhận. Tại lỡ một ngày em không có chấp nhận làm vợ của anh được, mà em đã mắc cái nợ là em đã nhận được sự giúp đỡ của anh, thì em phải trả nợ thế nào đây? Đó, chả lẽ em phải lấy cả cuộc đời của em trả nợ cho anh hả? Cho nên là em sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của bạn trai đâu. Dù bao nhiêu tiền đi nữa thì anh cũng không tham đâu. Nhưng mà nếu với là chồng của mình thì anh sẽ chấp nhận nhận được sự giúp đỡ. Anh đưa hết tiền lương cho em được, anh đưa hết tất cả tài sản của anh cho em nắm cũng được. Tại vì đó là chồng của mình, đã là vợ chồng nên anh sẽ không suy nghĩ gì nữa. Còn hiện tại thì bất cứ ai giúp đỡ thì anh cũng không nhận, thì anh sẽ trả lại. Thì anh nhớ có một đợt là đi sinh nhật của một người bạn, thế là gặp một cái anh kia là siêu đại gia. Anh thấy anh thích á, rồi anh cầm một sắp tiền như thế này 500 là anh bỏ vào túi của anh. Anh mới kiểu là đi chơi với anh không, nhưng mà anh trả lại. Bỏ lại hết, trả lại hết, không có nhận. Không hiểu tại sao nữa, giờ mà nghĩ lại cũng thấy tiếc. Tiếc, tiếc ghê. Nhưng mà thôi, nói như vậy thôi nhưng mà không nhận đâu. Mắc nợ, trả bằng tình thì không có thích trả, tại vì phải đẹp trai thì mới nhận. Còn không thì mắc nợ lắm. Con gái đừng nghĩ là nhận được nhiều của bạn trai rồi vòi của bạn trai á là sẽ như vậy, là sẽ là thành công. Người anh nghĩ như vậy là thất bại. Chỉ có người phụ nữ vô dụng mới cần được sự đàn, cần được chỉ có người những người phụ nữ vô dụng mới tham lam của đàn ông thôi. Còn những người phụ nữ mà có dụng thì sẽ tự biết mình phấn đấu. Thì anh nghĩ đó là mắc nợ đó, sợ mắc nợ lắm. Sau này mình dùng cái phước của người ta để cho bản thân của mình, mà sau này mình không trả được thì sau này cuộc đời của mình sẽ rất là bi đát. Huyền Anh đã thấy nhiều trường hợp như vậy rồi. Bao nhiêu minh tinh thế giới, bao nhiêu những người đẹp trên thế giới đã từng như vậy, đã được từng mặn trai lo, đã từng rất là đẹp, sử dụng cái nhan sắc đó để làm công cụ để kiếm tiền, để kiếm tiền, moi tiền từ đại gia. Nhưng mà được bao lâu? Cái đồng tiền đó không giữ được. Xe cửa rồi cũng bán hết, cũng cờ bạc hết, cũng ăn chơi hết, trác đáng hết, không giữ được. Chỉ có cái gì? Cũng tự mình làm ra thôi thì mới giữ được. Đang sợ lắm. Mặc dù bây giờ nghèo cũng được, không giàu cũng được, nhưng mà đó là của mình thì sẽ bền và tự hào hơn. Thì mới dám nhìn thẳng camera mà nói vậy. Còn không có hay hớm gì mà được bạn trai tặng nhà, tặng xe rồi chuyển khoản tinh tinh là sướng. Không sướng đâu, nặng nề lắm. Ôi trời, nhiều quá nhiều quá. Nhưng mà bây giờ trong đầu chị nghĩ hai từ: phải đẹp trai. Tại vì anh trai của anh cũng đẹp trai nè, ba của anh cũng đẹp trai nè. Mỗi ngày tôi tỉnh dậy thấy là trời ơi, sao nhà tôi ai cũng đẹp trai thế. Cho nên là chắc chắn chồng của mình cũng phải đẹp trai một chút, đúng không? Ở cái tuổi này thì cũng gọi là cũng khá là trễ. Ôi như cũng mới 27, 28 thôi à, trễ không? Không, ok không trễ. Tuổi này cũng khá trẻ để nói đến chuyện kết hôn. Và thực ra thì anh cũng quan trọng nhất là sự nghiệp, phải ổn định sự nghiệp trước cái đã, phải đạt được cái gì thành tích trong cuộc sống, rồi sau đó bước vào nhà chồng thì nó cũng vẻ vang hơn. Nên là cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Khoảng tầm 2 đến 3 năm nữa thì tốt, còn lâu thì khoảng tầm 5 năm nữa thì sẽ kết hôn. Nhưng mà vẫn hy vọng là sắp tới sẽ có bạn trai chẳng hạn, để hẹn hò đi xem phim. Bố mẹ thì không có đốc thúc, nhưng mà chỉ đốc thúc anh trai của mình thôi. Anh trai của Huyền Anh là hơn Huyền Anh một tuổi thì cũng rất là con trai, hãy lấy vợ đi. Nhưng mà anh trai thì chắc sẽ không lấy vợ. Còn đối với Huyền Anh thì không có dám dục. Tại mỗi lần cứ đốc thúc con lấy chồng đi thì Huyền Anh sẽ chuyển khoản và đóng tiền. tinh, tự nhiên quên. Bây giờ Huyền nói với mẹ rằng bây giờ con chưa lấy chồng thì mẹ sẽ được nhờ ha. Tết con về con ở với mẹ, con ở với bà, rồi con giúp được mẹ nhiều thứ, con có thể là ở với mẹ nhiều hơn. Nhưng mà mẹ thấy không, lỡ con lấy chồng thì lỡ không hạnh phúc thì sẽ bị chồng vũ phu,
rồi sẽ phải lo nhà chồng hết, thì cuộc đời coi như là tàn tro chấm hết luôn. Cho nên là mẹ để cho con ở bên mẹ một thời gian nữa thì để cho mẹ được nhờ, chứ không sau lấy chồng là coi như là phải lo nhà chồng rồi. Thế nên mẹ mỗi lần mẹ nghe như vậy thì mẹ cũng xuôi tay, mẹ nói ừ thôi từ từ lấy chồng cũng được con. Hiện tại thì bố mẹ đã ly hôn rồi, không sống chung nữa. Thì hiện tại thì Huyền Anh sống chung với mẹ với anh trai. Bố mẹ tan vỡ vào cái năm mà Huyền Anh có scandal. Trước đó một năm đó, thì lúc đó cũng buồn về chuyện tình cảm của ba mẹ, rồi cũng thất vọng về ba của mình nữa. Thời điểm đó cứ nghĩ đàn ông, cứ nghĩ là trên đời này đàn ông sẽ không có chung tình nữa. Sống với nhau mấy chục năm mà cũng ly dị như vậy thì mình không muốn kết hôn nữa, cho nên là cũng sinh ra nổi loạn. Khi đó cũng không có mẹ rồi không có ba kèm cặp á, ở một mình tự nhiên là không không dễ. Rồi cái năm đó luôn á, khoảng ba mẹ ly hôn khoảng tầm 90 năm ngoài. Trước đây thì ba của mình là một cái gì đó hình tượng đẹp nhất trong lòng của mình, là ba vừa đẹp trai này, vừa giỏi giang này, vừa thương vợ nữa. Trong mắt của mình ba là rất là chung tình luôn á. Rồi có đợt là buồn cười lắm, đang ngồi ăn, thế là bồ của ba là bạn của mẹ ngồi nói chuyện với mình, thì mới tâm sự là mình gọi bồ của ba là mami mà, mami ơi, thì ba của con đẹp trai lắm, ba của con chung tình lắm, ba của con cũng có nhiều đất đai nữa, cũng có tiền nữa, ba của con là tuyệt vời lắm, mình kể vậy. Ai ngờ là kể những cái điều đó là khiến người ta thích thì người ta muốn chiếm đoạt ba của mình không biết. Rồi mình còn gọi điện về cho mẹ mình nữa, mẹ ơi, cái cô này cô thương con quá, cô này cô quan tâm con quá. Sau khi kể ngày hôm đó, sang hôm sau là cô mua tủ lạnh cho mình này, mua đồ ăn này, mua quần áo cho mình nữa, như kiểu lấy lòng mình mà mình không biết. Khi đó mình còn nhỏ, mình kể cho mẹ, mẹ mới nói con ơi cẩn thận mất ba con, y như rằng vài bữa sau mất ba luôn. Kể từ đó mất niềm tin vào tình yêu, hầu như là ít nói chuyện với ba, cũng ít gọi điện thoại. Kể từ ngày ba tái hôn thì cũng ba không có dám gọi điện thoại cho con cái nhiều nữa, tại vì ba giờ cũng có hạnh phúc gia đình riêng rồi, nhưng mà mình thì cũng nhiều khi cũng cần được một cuộc gọi sự quan tâm từ ba của mình lắm, nhưng mà trông chờ hoài thì cũng không có, cho nên là đành chấp nhận vậy thôi. Ba con cũng ít tâm sự, ít nói chuyện. Nhiều khi mình điện cứ hay nói là con không cần ba nữa, nhưng mà trong lòng thì cũng mong được ba gọi điện, ba quan tâm, được mong muốn là một ngày ba sẽ quay về và sống chung với lại mẹ con. Nhưng mà được cái là sau khi ly hôn thì ba và mẹ vẫn làm bạn với nhau, vẫn rất là văn minh với nhau. Đó là điều khiến mà mình cũng đỡ buồn hơn một chút. Đúng rồi, kể từ ngày đó thì ba cũng không có lo cho hai anh em nữa. Một thân một mình mẹ là lo cho hai đứa. Mẹ ở quê cũng vất vả lắm, cái thời điểm đó vất vả lắm. Kể từ ngày mình anh nổi tiếng thì anh có thu nhập hơn chút, thì giúp mẹ được trong kinh tế đỡ phần nào. Chứ còn ba thì không có giúp được, tại vì ba cũng có gia đình riêng của ba rồi. Một cái thời điểm mà ba mới kết hôn với người mới thì cuộc sống cũng khá là khó khăn, cũng không có thể giúp được. Nhớ có đợt là ba cũng gửi cho mấy triệu để đóng tiền học. Nhưng mà sau này cũng có lúc mà anh em khó khăn gọi là ba ơi cho con 5 triệu để đóng tiền học nha, thì ba cũng kêu là ba không có. Kể từ ngày đó tới giờ là không bao giờ gọi điện mà nói đến xin tiền học với ba nữa. Kể từ ngày đó là mình tự ý thức được rằng là chỉ có tự mình mới giúp được mình thôi, chứ còn không ai giúp được mình cả. Kể từ ngày đó là cảm thấy là bị tự ái. Kể từ ngày một lần xin tiền của ba mà không được, thế là kể từ ngày đó là cũng không tính nghĩ đến chuyện là quen bạn trai là sẽ xin tiền của bạn trai luôn. Cho nên tính người anh bao nhiêu năm nay chưa bao giờ xin được 1.000 của đàn ông. Không phải là mình không xin được, thực ra con gái nhõng nhẽo với là được, nhưng mà mình cảm thấy tự ái, cái lòng của mình tự ái với lòng tự trọng cao, không bao giờ xin tiền của đàn ông, không bao giờ xin, không bao giờ nhõng nhẽo xin tiền của đàn ông.
Tất nhiên rồi, phụ nữ mà để mà tự lập được, tự nuôi bản thân của mình thì cũng phải gồng mình mạnh mẽ lắm chứ. Chứ nếu mà yếu đuối thì ra ngoài dễ bị dụ. Dễ bị dụ. Nên là cũng mạnh mẽ. Nhưng mà bù lại á, thì sống là phải có cái đức một chút. Được bất tạo nghiệp. Thì ông trời sẽ thương, ông trời sẽ thương và cho mình cái nhân quả tốt. Giống như hôm nay mình gieo cái nhân gì thì ngày mai mình sẽ gặt được cái đó. Đó là luật nhân quả. Nên là cũng hên Huyền Anh mạnh mẽ. Nhưng mà Huyền Anh không có sống xa ngã, không có làm những cái điều gì vi phạm pháp luật. Thì cũng hên là mình và người anh trai nữa đã là có ngày hôm nay. Đó. Tuy là vất vả nhưng mà giờ mình so với là những người bạn khác, những cô gái bạn của mình cùng trang lứa cũng là bằng tuổi mình, nhưng mà người ta sống là bằng tiền của bạn trai, còn mình thì lại sống bằng tiền của mình và anh trai. Cho nên là cũng không có sao hết á. Từ trước giờ thì ngoài anh dụ người ta thì không ai dụ được anh á. Nhưng mà hiện nay đi dụ là hồi xử nhi thôi nha, mình giờ thì chán rồi. Thấy anh nào đẹp trai thì mình cũng cơ cẩm đi dụ người ta vậy, nhiều khi như vậy á. Nhưng mà để ai dụ được anh thì không. Tại vì khi mà người ta dụ mình á, là người ta sẽ nhắm vào cái lòng tham của mình. Ví dụ mình mê sắc thì người ta sẽ nhắm vào cái sắc đẹp để dụ dỗ mình. Rồi mình, người ta thấy mình tham vọng thì người ta sẽ nhắm vào cái tham vọng đó để dụ dỗ mình. Hoặc là người ta thấy mình muốn có danh tiếng thì người ta sẽ nhắm vào cái sự khao khát danh tiếng của mình để người ta nhắm vào. Còn Huyền Anh đó hả, chả tham vọng điều gì cả, nên là không có dụ được Huyền Anh. Chỉ Huyền Anh một khi Huyền Anh tự nguyện thôi nha, là Huyền Anh thích Huyền Anh sẽ làm, còn không thì không bất cứ trên đời điều gì có thể dụ dỗ Huyền Anh. Mình cũng bây giờ lên trên mạng cũng thấy nhiều người khoe thân chẳng hạn, nhưng mà thực ra thì cũng không có biết nhiều đâu, tại vì cũng ít đọc tin tức về các hot girl lắm. Tại mỗi lần mà thấy ai có tai tiếng cái là mình thôi hạn chế đọc. Mình cảm thấy giống hình ảnh của mình ngày xưa quá vậy. Thế thôi là không quan tâm nữa. Nhưng mình cũng không ý kiến gì. Ai hỏi gì mình cũng nghe rồi để đó thôi, chứ không có tranh luận. Mỗi lần tranh luận là sợ tạo khẩu nghiệp. Mình không có quyền phán xét người khác. Tại vì bản thân của mình ngày xưa cũng như vậy. Ngày xưa của mình cũng hâm mộ như hot girl Thủy Tốt hay Ellie Trần chẳng hạn. Nên là mình cũng bắt chước người ta, bắt chước những cái scandal khác hay là trong nước và thế giới. Thì mình cũng bắt chước người ta, cho nên là giờ người ta thấy mình là bắt chước mình thì cũng là chắc do cái nhân quả của mình tạo ra thôi. Thì mong các bạn là sẽ biết quay đầu lại và chọn cho mình con đường đúng đắn hơn. Đừng có sai lầm mà mình làm lại thôi, chứ còn đừng có hoài sai lầm như vậy, cũng cái nghiệp cũng nó tốt. Cái ước mơ của anh á, hồi xưa là đã trở thành một người doanh nhân rồi. Nên là dù mình có làm gì thì cái máu đam mê kinh doanh của mình vẫn có. Thì mình vẫn là luôn luôn hoạt động ngoài những cái hoạt động nghệ thuật live rai. Thì mình vẫn cứ tập kinh doanh mỹ phẩm, rồi làm đẹp, rồi có chút tiền để đầu tư nhà đất. Hên là sau 8 năm cũng ổn định hơn chút. Đó. Sau 8 năm là ổn định hơn chút. Tại mình nghĩ là cuộc đời showbiz thì chắc chắn là ngắn rồi, kiếm tiền không được lâu dài đâu. Khi nào còn nhan sắc thì sẽ kiếm tiền được, nhưng mà khi nào hết nhan sắc thì mà mình tài năng của mình lại rất là hạn chế nữa, thì mình nghĩ là mình sẽ không kiếm tiền được nhiều. Cho nên là mình ý thức được rằng là không có con đường nào kiếm tiền nhanh nhất bằng con đường là kinh doanh cả. Làm cái gì chứ cũng phải là cũng có phải là có đầu óc một chút thì mới bền được. Showbiz thì có thể là kiếm tiền được khoảng 30 tuổi, nhưng mà nếu mà mình nâng cao kiến thức của mình thì mình sẽ tập bằng kinh doanh thì mình sẽ kiếm tiền được mãi mãi, 50-60 tuổi. Chứ tai tiếng một thời nha, nhưng mà lỡ sau này mà thất bại trong cuộc sống thì người ta sẽ cười. Phải làm sao để mỗi ngày càng tốt hơn, mỗi ngày càng thành đạt hơn thì người ta mới ngưỡng mộ, người ta mới có cách nhìn khác về mình được. Chứ còn cứ hoài mà đi xuống như vậy thì Huyền Anh sẽ sợ người ta sẽ coi thường mình. Thực ra thì Huyền Anh có hai điều trong cuộc sống Huyền Anh sẽ không nói. Đó là những cái tốt của bản thân, và cái thứ hai nữa là những cái dự định trong tương lai. Người ta từng nói là nói trước bước không qua.
Cho nên là đây sẽ ít chia sẻ về những cái dự định tương lai của mình. Sau khi là đã hoàn thành xong thì anh mới nói được. Nhưng mà Huyền Anh cũng bật mí và sơ sơ đó là Huyền Anh sẽ chắc chắn sẽ đầu tư về cái mảng làm đẹp. Và sau khi hoàn thành, ví dụ là gặt hái được những thành công, Huyền Anh mới chia sẻ nhiều hơn. Còn sợ nó trước bước hôm qua lắm. Cái hồi đó dụng khí để làm đẹp hả, là do bị chê nhiều quá. Bị chê nhiều cái mũi, bị chê cái mũi tẹt, trên bị chê ngược lép thì mới làm vậy thôi. Và đã chi rất là nhiều tiền, vừa được tài trợ vừa tự mình bỏ tiền ra để làm, để chi ra rất là nhiều tiền để làm đẹp. Và không có bao giờ tiếc tiền về làm đẹp. Đối với anh á, nhan sắc là số 1. Vì có nhan sắc thì mới dễ kiếm tiền được nè, có nhan sắc thì mới thay đổi được phong thủy của mình nè. Đó, phụ nữ ngoài những người thông minh ra, thì anh sinh ra đã là không thông minh như người ta rồi, chỉ số IQ cũng tầm thường như bao nhiêu người. Cho nên là mình sẽ là không có sử dụng cái IQ này mình để mình kiếm tiền được. Thì mình phải bù lại cái gì? Bù lại là phải có một chút nhan sắc để kiếm tiền. Đó. Thì anh nghĩ được là phải đẹp một chút, xinh một chút, mặc dù là không có gì mãi mãi. Nhan sắc thì có thể tàn phai theo thời gian, nhưng mà có còn hơn không, đúng không? À, có một điều này nữa phải chia sẻ cho mọi người biết là tối qua mình đang nằm nghĩ, ủa tại sao mình sửa nhiều vậy ta? À, cái động lực nào để mình đi sửa vậy ta? Nó nghĩ là ồ đúng. chết rồi. Lý do để mình đi sửa nhiều vậy là mỗi lần là thất tình. Mỗi lần thất tình là tim đau lắm. Rồi cứ nghĩ ra cái gì đó để đau hơn. Chắc là dùng cái nỗi đau thể xác để quên đi cái nỗi đau trong tim. Mỗi lần mà Huyền Anh quyết định muốn quên một ai đó là Huyền Anh sẽ đi sừng mũi hoặc sẽ làm một cái gì đó, chích một cái gì đó trong cơ thể của mình. Đã từng như vậy hoặc là sẽ đi cắt tóc. Nhưng mà tóc cắt hoài là cũng ngắn rồi, không biết làm gì nữa. Cho nên mỗi lần thất tình Huyền Anh sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tự nhiên cái thời gian phẫu thuật thẩm mỹ là khiến cho mình quên đi cái nỗi đau trong tim của mình, quên đi cái nỗi đau trong cuộc sống. Đó là tại sao mình nên đi làm nhiều vậy. Nhưng mà đó là ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì mỗi lần thất tình thì anh sẽ là nghĩ ra cách để kiếm tiền nhiều hơn. Để khi mà có tiền, bỏ tiền ra đi mua sắm, bỏ tiền ra đi du lịch, trời ơi, nó sung sướng lắm. Còn hơn là phải đi phẫu thuật lại thêm tốn tiền nữa. Nếu mình làm ít thì cũng không có biến chứng gì đâu. Còn mà mình làm nhiều quá thì anh nghĩ là cũng sẽ không tốt đâu. Riêng mình anh thì cũng để lại di chứng một lần rồi đó. Có một cái đợt nâng mũi là bị lệch, trời ơi, nó đâm nó đâu dã man luôn, nó đâm xiết cái bên này nè. Rồi một thời gian mấy năm mọi người không có xuất hiện lại. Ngồi trước máy quay đó không dám nhìn thẳng như vậy đâu, là phải nghiêng một chút thế này nè, tại mũi bị lệch nặng lắm. Thì cái thời gian đó là khá là tự ti, bao nhiêu năm trời không có dám xuất hiện lại trong truyền thông. Kể từ ngày nâng cái mũi, sửa lại cái mũi này nó thẳng hơn rồi, tự nhiên tự tin hơn á, mới dám cười nói vậy á. Nên là cũng khuyên mọi người là nếu mà đi phẫu thuật thì đi làm đẹp thì nên tìm cái chỗ uy tín, chứ không thì cũng thành lợn què á. Nhưng mà hiện tại thì anh đã rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng mà có nuối tiếc thì có một nuối tiếc. Đó là ngày xưa cái lúc mà mình mới nổi, mình đã không biết trân trọng. Cái lúc mà mới nổi thì mình cảm thấy mình không trân trọng có những mối quan hệ mình đã mất đi. Những người mà đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, rồi họ cũng rời bỏ mình. Rồi những người bạn khuyên mình không nên như vậy, rồi mình nghĩ họ nói như vậy là ganh tị mình. Mình đã không nghe những lời như vậy. Mình chỉ nghe những cái lời mà xuôi tai, những người mà thấy sai và ủng hộ, còn những người thấy sai mà khuyên mình thì mình đã không nghe. Mình đã mất rất là nhiều người, những người tốt ở bên mình. Đã mất rất là nhiều mối quan hệ. Và đã có những cái phát ngôn mà bây giờ để đời coi lại còn muốn trốn xuống đất. Nếu mà được quay lại thì anh sẽ trân trọng hơn trong cuộc sống, không để bị mất mát nhiều như vậy. Gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đến ngày hôm nay vẫn là nhớ tới Huyền Anh,
và cảm ơn mọi người đã nhìn ra được những cái thay đổi của Huyền Anh. Đó là cái điều Huyền Anh cảm thấy vui nhất, những cái gì mình cố gắng đã được công nhận. Và mong là sau này dù Huyền Anh có làm gì sai thì cũng tha thứ Huyền Anh lần nữa nha. Và cũng nếu mà có những cái hoạt động gì của Huyền Anh thì mong mọi người sẽ ủng hộ Huyền Anh hơn.